Bắc ô nhiễm không khí nghiêm trọng cần làm gì để giữ sức khỏe? Nguyên nhân khiến hàng loạt học sinh ngộ độc phải cấp cứu ở Kiên Giang. Vợ trung tình báo quân sự Ukraine bị đầu độc bằng kim loại nặng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đến với tiêu điểm tuần của Báo Tiền Phong. Và như thường lệ mở đầu sẽ là những tin vắn trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua một đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài nhiều ngày qua, có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Theo chuyên gia, khi bụi mịn đi vào cơ thể có thể gây ra các tổn thương cho phổi, rối loạn tim mạch, thậm chí gây ung thư đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng bắt đầu ngày 22 tháng 11 và kéo dài suốt những ngày qua. Các hệ thống quan trắc của cục kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường của Pamir hay Đại sứ quán Mỹ đều ghi nhận ô nhiễm không khí khu vực miền Bắc những ngày qua phổ biến ở ngưỡng rất xấu và nguy hại. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa hai Vũ Thị Dịu, Phó trưởng khoa Nội hô hấp Bệnh viện 198 cho biết. Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội hiện nay chủ yếu là do bụi mịn PM2.5. Khi bụi mịn đi vào cơ thể có thể gây ra các tổn thương cho phổi, rối loạn tim mạch, thậm chí gây ung thư. Bác sĩ khuyến cáo người dân khi đi ra đường cần đeo khẩu trang lọc bụi mịn. Trong nhà nên sử dụng máy lọc không khí và máy tạo ẩm. Hàng ngày người dân nên vệ sinh mắt mũi bằng nước muối sinh lý, uống đủ nước và tăng cường các loại rau xanh, thức ăn giàu vitamin để tăng cường sức đề kháng. Vâng, luật căn cước vừa được Quốc hội thông qua với 87,25% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Trong đó, luật căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, gồm 7 chương và 46 điều. Nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến luật căn cước, trong đó được dư luận quan tâm nhiều nhất là việc thu thập thông tin mống mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước. Đối với quy định thu thập mống mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội lê tấn tới khẳng định khoa học hiện nay đã chứng minh cùng với vân tay mống mắt của một người có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất không thay đổi nhiều theo thời gian vì vậy bên cạnh việc thu nhập vân tay luật căn cước đã bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng công nghệ này để nhận diện công dân, xác thực hộ chiếu, điền thông tin xác thực qua các cổng thông tin trực tuyến. Chiều ngày 27 tháng 11, thì Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã tổ chức cuộc họp thông báo dự thảo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Tại cuộc họp, ông Đặng Văn Bình, Phó Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, đã có báo cáo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn của các trường xảy ra trong vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn tại trường ngày 15 tháng 11 vừa qua. Kết luận nêu rõ nguyên nhân vụ ngộ độc là món thịt heo khìa do cơ sở cung cấp suất ăn cát tường ở phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá cung cấp đối chiếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực phẩm thịt heo khìa có các chỉ số nhiễm khuẩn vượt ngưỡng giới hạn cho phép dẫn đến mất an toàn thực phẩm gây nên ngộ độc tập thể thành viên của đoàn công tác điều tra nguyên nhân vụ việc cho biết sau khi đi kiểm tra thực tế phát hiện cơ sở cát tường có các vi phạm gồm khu vực chế biến không đảm bảo không được che chắn cẩn thận để đảm bảo an toàn vệ sinh phía sau cơ sở có nuôi gia súc gia cầm chủ yếu là gà đây là nguồn dễ gây lây nhiễm bệnh Do ảnh hưởng của chiều cường thì những ngày gần đây tại khu vực gần cửa biển phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, nhiều nhà dân và đường giao thông đã bị ngập. Nhiều người dân phải thức trắng đêm lo chạy chiều cường. Những năm gần đây, đời sống của nhân dân cư ngụ khu vực gần cửa biển phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu gặp rất nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của chiều cường, mỗi năm mực nước chiều dâng càng cao. Mặc dù các hộ dân đã có những giải pháp ứng phó như nâng nền nhà, xây tường ngăn nước tràn vào nhà. Nhưng do mực nước chiều ngày càng cao nên rất nhiều nhà dân cũng như tuyến đường giao thông trong khóm liên tục bị ngập chìm vào mỗi đợt chiều cường. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực của những người dân bị ảnh hưởng bởi chiều cường nói trên dài khoảng 2,5 km, từ cống nhà mát đến cầu út đen thuộc nhiều khóm của phường nhà mát. Dọc hai bên sông có bờ thấp, mỗi khi chiều cường lên luôn xảy ra tình Ngoài ra, hai bên bờ sông cũng xuất hiện các vị trí sạt lở 1 đến 2 m hàng năm, gây ảnh hưởng tới khu dân cư, cơ sở hạ tầng tại khu vực. Để giúp người dân, thời gian qua thành phố thông tin cụ thể lịch chiều cường dâng cao để họ chủ động việc đi lại cũng như bảo vệ tài sản, chỉ đạo cơ quan chuyên môn nạo vét các cống để chống ngập úng. Ngày 28 tháng 11, thì lực lượng cứu hộ đã khoan thành công tới vị trí 41 người bị mắc kẹt bên trong đường hầm bị sập trên dãy Himalaya. 41 công nhân đã được đưa ra ngoài an toàn, tạo nên kết thúc có hậu cho chiến dịch giải cứu đầy thử thách. 41 công nhân đã bị kẹt trong đường hầm từ ngày 12 tháng 11 do một đoạn đường hầm bất ngờ đổ sập trong lúc các công nhân đang làm việc tại đó. Trước đó, nỗ lực cứu hộ bị dừng lại khi máy móc hàng nặng dùng để khoan qua đống đổ nát bị hỏng, buộc công nhân phải đào một phần bằng tay. Kỹ sư điều hành nói với CNN rằng việc khoan cuối cùng đã hoàn thành sau 17 ngày. Lực lượng cứu hộ cũng đồng thời khoan xung quanh địa hình núi non không ổn định để tiếp cận 41 người bị mắc kẹt. Sau khi quá trình khoan hoàn tất, lực lượng cứu hộ đã đẩy một đường ống lớn xuyên qua phần cuối của trục thoát hiểm để đưa những người mắc kẹt đến nơi an toàn trong đường hầm. Ngày 28 tháng 11, thì người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Andrei Zusov cho biết vợ của Trung tướng Kirillo Budapnov Giám đốc cơ quan này đã bị đầu độc bằng kim loại nặng và phải chuyển đến bệnh viện để điều trị. Trong thông cáo gửi đến các cơ quan truyền thông quốc tế, ông Yusof cho biết, bà Budanova cùng một số sĩ quan của GUA hiện đang trải qua quá trình điều trị y tế tại một bệnh viện ở Ukraine sau khi bị đầu độc bằng kim loại. Người phát ngôn của DIU nhận định cuộc tấn công này là có chủ đích và không có kịch bản nào khác cho vụ việc này. Dẫn lời các quan chức thuộc GUA, hai trang tin Babel và Ukrainska Pravda của Ukraine cho biết, bà Budanova đang trong quá trình hồi phục và một số dấu vết của chất độc đã được tìm thấy trong cơ thể của những người khác đang được điều trị tại bệnh viện sau khi làm các xét nghiệm kiểm chứng. Điện Kremlin bác cáo buộc cho rằng Nga đứng sau vụ việc này. Loạt trận Cúp C1 châu Á vào tối ngày 29 tháng 11 đã xảy ra vụ ẩu đả dữ dội trên sân giữa đội chủ nhà Zhejiang Trung Quốc và Buriram United của Thái Lan. Đây là trận đấu có tính chất quyết định tấm vé đi tiếp nên diễn ra vô cùng căng thẳng. Trọng tài đã rút tới 8 thẻ vàng để trừng phạt cầu thủ hai đội. Trận đấu giữa Jejeang Professional và Buriram United tại Cúp C1 châu Á đã kết thúc bằng hình ảnh cực kỳ xấu xí khi cầu thủ hai đội lao vào hỗn chiến. Theo truyền thông Trung Quốc, Therathong Bumathan bên phía Buriram là người châm ngòi cho vụ ẩu đả khi chửi bậy khiêu khích đối thủ. Các cầu thủ Jejeang Professional không phải dạng vừa khi lao vào đánh hội đồng một số cầu thủ khách khi họ ngã xuống sân. Jejeang Professional có nguy cơ bị phạt tiền cấm khán giả đến sân. Án phạt của Zhejiang có thể kéo dài sang mùa giải tiếp theo nếu họ bị loại ngay từ vòng bảng cúp C1 châu Á năm nay. Đây cũng là lần thứ hai trong năm các cầu thủ Thái Lan liên quan tới vụ hỗn chiến trên sân. Hồi tháng 5 vừa qua, U22 Thái Lan cũng có màn ẩu đà kinh hoàng với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32. Sau đó, nhiều thành viên của Thái Lan đã phải nhận án kỷ luật nghiêm khắc từ AFC. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là câu chuyện tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Chiều ngày 30 tháng 11 thì sau gần 2 ngày tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. Nhận định về vụ án, hội đồng xét xử nêu rằng trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2020, ông Quân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thành lập và làm chủ 4 công ty, sử dụng các công ty này làm quân xanh để tham gia đấu thầu và trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc thiết bị y tế, chiếm đoạt 102 tỷ đồng của bệnh viện thành phố Thủ Đức. Sau hai ngày xét xử, sáng mùng 1 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí tuyên án đối với cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, Nguyễn Minh Quân và 8 đồng phạm. Bản án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức 16 năm tù về tội tham mô tài sản và 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hình phạt chung bị đề nghị là 21 năm tù. Phạt bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân, giám đốc công ty trách nhiệm Hiếu hạn Ngọc Đạo, 3 năm tù cho hưởng án treo. 5 năm thử thách về tội rửa tiền. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm 15 năm tù chung cho hai tội danh tham ô tài sản và rửa tiền. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án cũng tuyên buộc ông Nguyễn Minh Quân bồi thường cho nhà nước trên 102 tỷ đồng, tiếp tục kê biên tài sản nhằm đảm bảo thi hành án. Trong vụ án này Ông Nguyễn Minh Quân là chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm cao nhất. Các bị cáo còn lại vì mục đích từ lợi hoặc nhận thức không đầy đủ nên đã thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm. Vâng, giá vàng SGC đang tăng sốc chưa từng có. Giá vàng miếng trong nước sáng ngày 29 tháng 11 đã sâu đổ mọi kỷ lục khi đạt 74,4 triệu đồng mỗi lượng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là bởi giá vàng thế giới tăng mạnh và dự báo từ nay đến cuối năm giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng. 74,4 cũng chính là con số ấn tượng mà chúng tôi lựa chọn trong tuần này. Trao đổi với phóng viên tiền phong, ông Nguyễn Thế Hùng, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, giá vàng SGC đang ở mức cao nhất và chưa từng có trong lịch sử. Theo ông Hùng, giá vàng SJC phá vỡ kỷ lục năm ngoái lên 74,4 triệu đồng mỗi lượng, là mức cao nhất chưa từng có. Ông cho rằng vàng trong nước tăng mạnh bởi giá vàng thế giới tăng lên mốc 2.045 USD mỗi ounce. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm chạm đáy, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản còn nhiều rủi ro nên người dân lựa chọn đầu tư vàng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết thị trường vàng biến động khôn lường chịu tác động bởi nhiều vấn đề sự kiện giá trị đồng usd bị sụt giảm dẫn tới giá vàng thế giới có xu hướng tăng lên tiến sĩ nguyễn trí hiếu cho rằng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu về vàng nhất là vàng trang sức tăng ở thời điểm trước tết và trong tết nguyên đán Vâng thưa quý vị và các bạn, sau một năm thí điểm bỏ đèn tín hiệu và vòng xoay thì người dân khi lưu thông qua nút giao Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã nhiều thuận lợi hơn, không còn tình trạng ùn tắc ngay cả trong giờ cao điểm. Và những hình ảnh ấn tượng này cũng sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.